Đây là con sông to, chính và đặc biệt. Đây là sông Cái, sông Mẹ. Và là một cái đỉnh thứ nhất, rồi thứ hai và đặc biệt thứ ba ở trên một dòng sông Mẹ như thế. Đấy là Hưng Yên. Vâng, thưa quý vị, có lẽ tôi chưa bao giờ được nghe một câu trả lời nào về ý nghĩa lịch sử mà lại đầy chất văn hóa, lãng mạn và sâu xa như câu chia sẻ của giáo sư sử học Lê Văn Lam ngày hôm nay tại đây. Đã từng nhiều lần được giao lưu chia sẻ với ông, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy ông tràn đầy xúc động và có những hình ảnh ví von tuyệt vời như này. Xin được cảm ơn giáo sư rất nhiều với một sự giới thiệu về Hưng Yên tuyệt đẹp như vậy đối với bạn bè du khách trong và ngoài nước ạ. Nhưng mà chưa hết ạ. Vẫn chưa hết. Hưng Yên còn cái hơn rất nhiều. Và tôi xin kể một chuyện như thế này ạ. Thuở mà đồng chí trưởng ban chỉ đạo cả cái lễ hội long trọng tưng bừng này, đồng chí Nguyễn Khắc Hào về làm bí thư Ân Thi, tôi có dịp được cùng làm việc với đồng chí Nguyễn Khắc Hào ở Ân Thi. Và lần ấy tôi có thưa với đồng chí Khắc Hào và thưa với bà con cô bác ở Ân Thi một cái chuyện mà tôi nghĩ có lẽ chưa nhiều người biết. Ấy là vào năm 1928, người Pháp, dĩ nhiên hồi ấy người Pháp là đang bảo hộ cho chúng ta. Thế thì trước khi có người Ba Lan đến đỉnh Phan Xipang và đặt ở đó một cái kim tự tháp bằng kim loại không gì, nói rằng đây là cái điểm cao nhất của Việt Nam đã đành, mà còn của cả Đông Dương nữa. Thì trước khi có cái kim tự tháp bằng kim loại không gì được đặt lên đỉnh Phan Xipang như thế, thì vào năm 1928, người Pháp đã đến Ân Thi và đặt ở đó một biểu tượng và ở đó ghi những hàng chữ cực kỳ quan trọng. Đây là điểm trung tâm của đồng bằng châu thổ Bắc Bộ. Thưa Mích Thảo Vân, thưa tất cả quý vị, điểm trung tâm của đồng bằng châu thổ Bắc Bộ gợi cho chúng ta nhớ đến một câu rất uyên bác nhưng cũng rất nhân văn của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, nhà văn hóa lớn, nhà chính khách lớn của chúng ta. Đồng chí Phạm Văn Đồng nói nguyên như thế này: đồng bằng châu thổ sông Hồng, cái tam giác châu thổ sông Hồng đó thực tế và được chứng minh về tất cả mọi mặt, đây là cái nôi của dân tộc và văn minh Việt Nam. Bây giờ Hưng Yên là trung tâm của cái nôi của dân tộc và của văn minh Việt Nam. Chuyện đó thôi để dạ vâng. MC bình luận. Thật sự thì cháu cũng chỉ định nói thêm một câu vào, cũng là một câu vui, nhưng mà đúng ý nghĩa của giáo sư nói lúc đầu, đó là chuyện đó thật sự nó đúng ý nghĩa của chữ cái mà giáo sư đã nói lúc đầu. Nó rất lớn. Nó rất lớn và nó trở thành một niềm may mắn và tự hào của tất cả những người con của Hưng Yên. Xin được cảm ơn giáo sư. Đấy, rất thưa là nhiều. Hưng Yên là thế đấy. Hưng Yên là đỉnh thứ ba của tam giác trong châu thổ sông Hồng, trên trục dòng chảy của dòng sông Cái. Và Hưng Yên là trung tâm của cái nôi sinh thành dân tộc và văn minh.
Việt Nam. Xin một lần nữa chân thành cảm ơn giáo sư Diệp Lê Văn Lan với những tình cảm, sự đánh giá hết sức cao dành cho vùng đất của Hưng Yên. Và tôi tin rằng đây không phải là đánh giá của cá nhân giáo sư Diệp Lê Văn Lan, mà đó là sự ghi nhận, sự để lại của truyền thống cha anh của từ ngàn xưa để lại. Và chúng tôi tin rằng ngày hôm nay những thế hệ trẻ của Hưng Yên vẫn đang làm hết sức mình để có thể tiếp nối truyền thống rạng rỡ đó của Hưng Yên. Xin được trân trọng cảm ơn giáo sư với những chia sẻ ngày hôm nay. Tôi là còn muốn kéo nữa nếu mà không sợ phí thời gian, nhưng tôi sẽ nói rất nhanh thôi. Mà cái này, vào một buổi sáng đẹp trời tháng 10 âm lịch năm 1831, cách đây vậy là 182 năm, vị hoàng đế thứ hai của vương triều nhà Nguyễn là vua Nguyễn Minh Mạng, vào một buổi sáng đẹp trời 182 năm trước đây thế, đóng một con dấu quốc triều chi bảo trên một tờ dụ, tuyên bố rằng nay quyết định thành lập trên cái miền đất mà từ kinh đô Huế trở ra tới biên cương phía Bắc 18 tỉnh. Lần đầu tiên đất nước chúng ta có đơn vị hành chính cấp tỉnh là vào cái năm đó và vào cái buổi sáng đó. Trước đấy thì chúng ta chỉ có trấn, có Thừa Tuyên, có Đạo. Bây giờ thì lần đầu tiên có cấp tỉnh, để cho đến bây giờ chúng ta vẫn dùng cái tên tỉnh đó. 18 tỉnh ấy thì có tên do vua Minh Mạng đặt vào buổi sáng đẹp trời ngày hôm đó. Trong đó thì có hai tỉnh có cái chữ thứ hai của tên tỉnh ấy là chữ Yên. Đó là Quảng Yên và Hưng Yên. Nếu cộng vào đây một tỉnh nữa cũng là Yên đấy, nhưng mà lại đọc thành An. Chữ An và chữ Yên thì đều có tự dạng chữ Hán, là gồm có cái bộ miên ở trên, có nghĩa là cái mái nhà, rồi dưới cái bộ miên đó là có chữ Nữ. Vậy là nếu có một cái mái nhà và có một người phụ nữ, dĩ nhiên là người phụ nữ anh hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang, chứ không phải là người phụ nữ mắt xanh mỏ đỏ mà quần áo thì là 7 phần da, 3 phần vải. Chỉ có thế. Thế thì nếu ta có được một cái mái nhà và một người phụ nữ tốt như thế thì chúng ta có yên ổn, yên lành. Đấy là nghĩa của cái tự dạng mà đọc theo Tần Hán vận, tức là vào thời Hán và thời Tần ấy, thì đọc là Yên. Còn nếu đọc bằng âm Đường Tống vận, tức là thời Đường và thời Tống ấy, thì đó là An. Do đó chúng ta có chữ Nghệ An, nhưng cũng chính là Yên. Vậy là ta có ba chữ, ba tỉnh mà có trong tên của nó từ tố Yên hoặc An. Chúng ta lại có hai tỉnh nữa là có chữ Hưng, ấy là Hưng Hóa và Hưng Yên. Như vậy thì chỉ có Hưng Yên là hội đủ, vừa Hưng lại vừa Yên. Và cái nghĩa của nó thì chúng ta đều rõ, sự hưng thịnh và sự bình yên. Đấy là Hưng Yên của chúng ta. Hãy tự hào về tỉnh Hưng Yên của chúng ta với hai chữ Hưng Yên, Hưng Thịnh và Bình Yên. Xin được cảm ơn giáo sư rất nhiều. Cảm ơn ông, và thực ra hôm nay chúng tôi rất tiếc là vì không có nhiều thời gian để có thể được nghe giáo sư chia sẻ nhiều hơn về những ý nghĩa đầy sâu sắc về mảnh đất Hưng Yên văn hiến địa linh nhật kiệt này. Cảm ơn giáo sư, và chúng tôi mong rằng giáo sư sẽ còn có nhiều thời gian hơn nữa để cung cấp thật nhiều thông tin hơn nữa để chúng ta giới thiệu Hưng Yên với rộng rãi bạn bè du khách trong và ngoài nước. Xin cảm ơn giáo sư. Xin được kính mời.